Haste, đến nhà rồi, vào đi em ơi. Khó tiêu, khó tiêu. Ui, chiếc mèo đáng yêu thế. Bơi, 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 bơi. Thì em ngồi chơi đi nhá, anh thì cũng ngồi chơi. Em, anh có chuyện này rất quan trọng muốn nói với em. Em. Chiu 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 chiu. Em. Cái gì? Không thấy người ta đang chơi với mèo à? Thế rốt cuộc mày đến đây chơi với mèo hay chơi với tao? Sao mình lại quát em như thế? Hey, anh hồ đồ quá. Thôi em về nhá, mai quạt tiếp. Bye bye. Hey, thật là sung sướng khi làm chiếc mèo không như ai kia. Mày có biết tao chưa bao giờ được cô ấy hôn không? Lèo lèo, không được hôn nên cay chứ gì. Ừ, đang cay đấy, tao cho mày hành lẩu mèo siêu cay luôn. Này, tao bảo mày cái này nhá, ngày mai bạn gái tao sang đây chơi ấy thì mày phải làm dữ lên, hung dữ lên nhá, nghe chưa? Ok. Thôi được rồi, nhưng mà ông phải trả công tôi 10 con cá đấy nha. Biết rồi. Hey, đến nhà rồi, vào đi em ê. Ui, chiếc mèo đáng yêu thế. Bơi 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 bơi. Kìa, hung dữ đi. Dũ lên cho mày vào nồi bây giờ. Biết rồi, từ từ nào. Đúng rồi. Cái con lươn này cho mày cắn mạnh thế. Chiếc mèo của anh cắn là mũi em mà anh cắn môi thế à? Ý không em ơi, anh thích giải anh giải thích. Dẹp đi, tôi không bao giờ muốn chơi với anh nữa. Chia tay đi. Kìa. Rồi. Tuyệt vời. Tôi thành công rồi đấy, mau trả công cho tôi đi. Lườm cái gì mà lườm. Này, mau trả công cho tôi 10 con cá đi, nhanh lên. Nhanh lên. Đồ lừa dối. Mày nhìn thấy chưa, ông không trả công cho tao. Thôi khóc cái gì.